Shop đồ chơi xe máy trước Mỹ xin chào tất cả các bạn nhé. Thì ngày hôm nay thì tiếp tục shop sẽ lại chia sẻ với tất cả các bạn một cái sản phẩm nữa của xe máy các bạn nhé. Thì như các bạn đang nhìn thấy đây thì là chiếc đèn H4. Chiếc đèn H4 thì có rất là nhiều bạn hỏi mình về cái sản phẩm này, thì ngày hôm nay mình làm cái clip để chia sẻ cũng như là giới thiệu cũng như là giải đáp mọi thắc mắc về cái chiếc đèn này cho tất cả các bạn cùng được biết. Thì tất nhiên là cái dòng sản phẩm này nó không còn quá xa lạ với tất cả các bạn chơi xe nữa. Thế nhưng mà còn rất là nhiều bạn chưa hiểu rõ, nắm rõ về cái chiếc đèn này cũng như là những cái tính năng cũng như là những cái ưu nhược điểm của nó. Thì ngày hôm nay trong cái video này mình sẽ chia sẻ lại hết với toàn thể các bạn một cách chân thành nhất. Đó. Thì thưa với các bạn, cái chiếc đèn H4 này ấy, thì nó là đèn 7 màu. Bên trong nó là có 4 cái mắt đèn. Đấy, 4 cái mắt đèn. Và ở bên ngoài nó là nó có những cái viền này. Viền này là viền LED các bạn nhé. Thì khi mà các bạn sử dụng nó, bật đèn lên thì nó sẽ lên đèn. Đấy, nó sẽ sáng như thế này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đó, nó sẽ nháy 7 màu hoặc là nó đổi màu. Ví dụ như cái đèn này là nó sẽ có hồng là 1 này, xanh là 2 này, vàng là 3 này. Đấy, và nháy nhiều màu là 4. Đó, thì có nhiều bạn có inbox cho mình hỏi là anh ơi, cái đèn H4 này ấy, thì em mua về nhưng mà nó chỉ lên sáng thế này được thôi. Có nghĩa là nó chỉ sáng 4 cái mắt đèn này như thế này thôi. Đấy, nó chỉ sáng 4 cái mắt đèn này thôi, còn nó không lên được đèn như thế này. Đấy, thì tại sao hả anh? Thì ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ lại với tất cả các bạn tại sao mà cái chiếc đèn này nó chỉ lên được cái mỗi cái sáng trắng như thế này. Đấy, mà nó không lên được đèn như thế này. Đó, thì bây giờ chúng ta cũng đi tìm hiểu các bạn nhé. Thì chia sẻ với tất cả các bạn, bây giờ thì mình sẽ lấy hẳn cái pha này ra để cho các bạn dễ hình dung này. Đó, chúng ta sẽ kẹp vào một cái chân mát. Đó, thì mình đang chia sẻ dở với tất cả các bạn. Thì như những cái video lần trước mình đã chia sẻ với tất cả các bạn, thì khi mà chúng ta lắp một cái đèn LED, dù là đuôi hay là pha hay là lắp vào xi nhan, thì chúng ta đều phải lên điện bình. Đấy, bởi vì khi mà lên điện bình thì cái nguồn điện mà cấp vào cho cái chiếc đèn LED của chúng ta nó sẽ ổn định hơn, và nó sẽ cho chúng ta hết được những cái hiệu năng cũng như là cái hiệu suất của cái chiếc đèn LED này. Đó, cũng như đây cũng là một cái ví dụ rất là đơn giản cho các bạn này. Ví dụ như mà các bạn không lên điện bình thì các bạn sẽ không bao giờ đấy lên được cái đèn, thì các bạn lên được như thế này các bạn nhá. Nếu như các bạn không lên điện bình sẽ không bao giờ lên được đèn LED như thế này. Đấy, đấy là vì sao mà chúng ta phải lên điện bình. Lên điện bình để cái đèn của chúng ta nó sẽ được lên hết cái hiệu suất của nó. Đấy, và nó ổn, dòng điện nó ổn định hơn. Đấy, chiếc đèn của chúng ta sẽ ít cháy chập và sáng hơn rất nhiều. Và nói về độ sáng của cái đèn này thì mình cũng chia sẻ với tất cả các bạn luôn nhá. Đây, cái về cái đèn độ sáng của cái đèn này này, thì nó có một cái độ sáng cũng vừa phải. Vừa phải của so với đèn LED thì nó cũng rất là, nó sáng hơn cái đèn zin của chúng ta rất là nhiều các bạn nhá. Đấy, đấy, bây giờ là mình đang quay là nó rọi rất là xa, mặc dù là nó rất là bé nhưng mà các bạn biết đấy, đèn LED thì lúc nào nó sáng hơn là đèn zin hoặc là đèn halogen các bạn nhá. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, đây là mình quay cho các bạn xem cận cảnh luôn. Đó, thì cái video ngày hôm nay thì có lẽ là mình sẽ kết thúc tại đây. Và những bạn nào mà vẫn chưa hiểu hay là muốn mua cái dòng sản phẩm này thì các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại mà mình đã để trên màn hình các bạn nhá. Và các bạn nhớ là like, share và chia sẻ video giúp mình và cho mình một sub nếu như các bạn thấy cái video này hữu ích. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip lần sau. Xin chào.